20 Thái Nguyên chào các hữu nha. Và ở trên TikTok có anh em bảo là anh chuyên xe tải thùng, vậy anh có làm xe ben không? Thì xin thưa với tất cả các hữu là em thực ra thì dòng xe ben đây là chiếc xe thứ hai, chiếc xe trước là cắt lỗ rồi. Không biết là chiếc xe này thì em có vớt vát được tẹo nào không? Thì đằng sau em đây là một mẫu xe hổ vồ nhập khẩu Trung Quốc 371. Và đây là em hổ lửng nhá. Đấy, thì từ từ thôi anh. Đấy, vung vắn rồi. Đấy, em thì sẽ quay trực tiếp chiếc xe này lên sóng cho anh em luôn. Lần đầu làm về cái dòng xe này nên còn nhiều bỡ ngỡ, cho nên là anh em nào đang sử dụng cái dòng xe nào này rồi thì hãy bình luận ở phía bên dưới. Cái lượng pin của em ở máy điện thoại này nó chỉ còn 10% thôi, cho nên là em cũng không biết là sập nguồn lúc nào, nhưng mà sẽ cố gắng review chi tiết nhất cho anh em có thể. Đấy, buổi chiều rồi, bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi. Nhưng mà sẽ cố gắng để quay chi tiết nhất chiếc xe này, bởi vì buổi sáng hàng ngày thì nó khá là bận rộn, cho nên là tranh thủ. Đây, đây là anh Hàn đẹp trai của em. Đấy, đóng xuống và đi ra ngoài kia thì mới lên đen được review cho anh em, tại vì ở đây nó vướng dây điện này. Đây, vướng dây điện này. Đây là anh Sĩ đẹp trai của em. Đấy. Đấy. Thực ra thì bán xe là một nghệ thuật và người bán xe là một nghệ sĩ. Hầu hết những anh em buôn xe tải ấy và review xe thì đều là những anh em đẹp trai thôi. Đấy. Người ta bảo là cái gì nhỉ? Mẹ cha cho bạc cho vàng không bằng lấy được một chàng lái xe. Đấy. Cầm tiền thì sợ tiền rơi, nhưng lấy chồng tài xế là đời đời ấm no. Đó. Ở bên trên là bác tài Ngọc Hàn. Đấy. Là sẽ đánh em hổ này ra. Em này là 2014 anh em nhá. Em này là đời 2014. Và tải trọng trên đăng kiểm ghi là 10 tấn 1 trên 9 tấn 1. Và chiều cao nó là em hổ lửng. Chiều cao của nó là được 52 phân và đã được cơi lên khoảng 1 mét rồi. Thùng bệ chắc chắn, trước đây chở cát sỏi. Dàn lốp còn tương đối đẹp anh em ạ. Đây là em hổ ben, hổ lửng. Đó. Thì chút nữa bây giờ em sẽ lên ben cho anh em để xem phần ben nó còn tốt hay không. Đấy. Đây, tổng thành đây. Ở trong cabin thì đây là một em hổ, cho nên là nó là cabin kép luôn, có giường nằm luôn. Khi mà anh em đi đường xa là hoàn toàn có thể nghỉ ngơi được. Và đây tất cả mật ca lăng. Mật ca lăng thì hoàn toàn có thể lật lên. Mật ca lăng lật lên được. Đèn bi theo xe. Đấy. Đây là em vừa phủ bóng lại. Và sẽ mấy hôm nữa em đặt được quả tem thì em sẽ dán quả tem hổ vồ vào đây nữa là đẹp ngay. Đấy, chưa, xe này thì vừa mới xuất xưởng, cho nên là em vừa đi spa sơn tỉa về, cho nên là chưa tìm được nhiều quả tem nó độc đáo. Đấy, sẽ còn vài ngày nữa thì sẽ trang trí đồ chơi cho em nó hợp lý hơn. Những cái dây kia là dây lóc em chưa căng được cho nó đẹp hơn này. Thì nhân tiện buổi chiều nay tranh thủ thì sẽ review luôn. Đấy, em là em máu lúc nào review thô lúc đấy luôn. Đó, lên ben này, quá trình lên ben anh em nhìn này. Lên ben luôn cho anh em xem này. Đó, nhìn trục ben khá là vĩ đại. Đây, phần sàn rất là đẹp luôn anh em ạ. Thì người ta bảo là đẹp đẽ thì khoe ra, đẹp đẽ thì khoe ra và xấu thì che lại. Thì ở đây thì những cái phần đẹp đẹp là em đang khoe ra rồi. Còn em trong clip này nếu mà có thời gian thì em sẽ review những điểm xấu của nó. Đợi các bác tìm ra điểm xấu thôi để mà vớt tiền thôi. Đó, giá cực tốt cho anh em nhá. Đây. Trời, xả hơi đấy mà. Đây. Đây là ben này. Đó. Hệ thống cắt mắt đầy đủ luôn. Sexy. Để sở hữu một em ben tạm gọi là 9 tấn 1 như thế này thì
chúng ta phải chỉ cần đầu tư ra một số tiền là xe cũ, cho nên là chúng ta tiết kiệm được khá là nhiều chi phí. Với số tiền đầu tư sẽ dưới một tỏi là có thể sở hữu em này rồi. Dưới một tỏi là có thể sở hữu em này. Vì em này là xe ben, vì em này là em đầu tay, cho nên rất là mong ý kiến, quan điểm và sự đồng hành sẻ chia những kinh nghiệm của quý vị và các bạn. Em này thì em vừa mới đăng kiểm tháng 6 năm 2022. Đăng kiểm mới, lốp tương đối đẹp anh em ạ. Đây, đây là nội thất, em sẽ đi vào nội thất của chiếc xe. Thì thực tế thì nó vẫn có phần bước lên bước xuống tiện lợi. Đây, bật điều hòa chưa anh? Đây, điều hòa auto luôn em. À, điều hòa auto á? Chưa thấy mát. Bên này chưa thấy gió. Chưa thấy gió. Đây, đây là giường nằm nhá. Em sẽ review ở góc độ giường nằm cho anh em. Đấy, giường nằm của dòng hổ vô này thì nó khá là rộng rãi anh em ạ. Thoải mái để mà anh em có thể là nghỉ ngơi, thú nhún các thứ, đà điểu, con đà điểu để giải trí khi mà kết thúc một chặng đường hoặc là trên một chặng đường vất vả, gian lan. Không thấy gió, chưa bật gió. Ở đây, hệ thống khoang lái cũng như là trung tâm giải trí khá là đồ sộ, khá là đồ sộ. Đây là phần đài đóm này, không mang USB để test loa nhỉ. Đấy, đài đóm và cửa sổ trời panorama. Bây giờ nó còn 8%, may quá còn 8% anh ạ, nó chỉ tối vào thôi. Em sẽ cố gắng review, bây giờ sẽ trải nghiệm luôn nhỉ. Tắt để bây giờ để tắt auto đi. Đây nó phải tự ấy mà. Tắt auto đi, anh đang để auto bật AC này này, đây này. Tự chỉnh gió to lên. Đâu đây, chỉnh nhiệt độ. Đây là gió thế này. Đây là dạng gió đây này. Đây là nhiệt độ đúng không? Đây đúng rồi. Độ. Đúng rồi, rất là nhiều. Không cần auto. Thời tiết nóng này là chỉ bằng cơ. Ở cái khoang lái như này thì có rất là nhiều hốc tiện năng. Đây. Đấy, cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Đây là những phần option giả ra. Cái này hình như vẫn bật được lên chứ. Bật được lên không nhỉ? Có bật được mà em. Có mà. Đấy. Đấy là hộp cầu chì anh em ạ. Chúng ta sẽ khám phá. Các bác đừng chửi em nhé, tại vì đây là lần đầu tiên em khám phá em này, cho nên là có hơi chút tò mò. Đấy. Ơi trời ơi, anh lại chơi em đấy. Sạc, tẩu sạc đây, anh lên luôn không? Đi. Hạ ben xuống, đi. Sao em cảm thấy nó vẫn nóng nhỉ? À. Đấy, quạt gió đây. Bảo anh sát vào. Đấy. Được sao 38 độ C thế này? Đâu, đây là nhiệt độ ngoài trời em. Nhiệt độ ngoài trời á? Ừ, đây là nhiệt độ ngoài trời. Anh nhiệt độ, anh quạt kia thôi. Nắm lên đấy. Lùi lại đi. Em mát. Đấy. Em hổ này thì cần những cơ thủ tay to. Đấy. Để luyện cơ bắp, quay tay cho nó khỏe. Dành cho những tín đồ quay tay. À kia là lốc kê hả anh? Như là giống lốc kê của dòng Olin đấy. Hả? Ừ. Để nó kê, nó lại nằm ở ngay vị trí ở phần tắp lô anh em ạ. Đấy. Đấy. Thực ra thì đây là toàn những anh em nghiệp dư thôi, cho nên là anh em cũng lần đầu lái hổ. Đúng rồi, cũng không, nếu mà chê thì là cũng đúng. Anh em cứ bình luận thoải mái quan điểm của mình. Lái hổ lần đầu như này là cũng được rồi chứ không phải là gì, đúng không ạ? Lần đầu trải nghiệm mà. Đấy, em này là nhập khẩu Trung Quốc nhá, nhập khẩu Trung Quốc. Đấy. Và em sẽ để ý cái bây giờ còn 6% pin nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ tranh thủ
gọi là chạy đua với thời gian. Em này có chiều dài là 5m. Em này có chiều dài 5m. Ôi dồi ôi, lợn quay. Hôm nay lại có... Ôi dồi ôi gái. Đường này là của nhà mình mà. Trên cái tầm quan sát này chúng ta có thể thấy rằng một thành phố Thái Nguyên thu nhỏ. Đó. Với cái không gian nội thất khá là rộng rãi, có thể sánh ngang với Mercedes. Đấy. Khi mà chúng ta vào số hổ vồ ấy, chúng ta cũng nghe thấy tiếng khùm. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh giá được một chiếc xe là nó như thế nào. Và bác Tài thì thực sự là cũng là một cơ thủ trong làng quay tay cua chi. Đấy. Nhìn anh sĩ anh ấy đẹp trai như thế nào thì bác Tài của chúng ta lại như thế đó. Đấy. Wow. Đấy, với khả năng cõng tải với... Tối em mua sao là phát dán thật đấy. Nhíp thực ra thì vừa nãy quên không review phần nhíp của em nó. Nhíp của em nó là có quang nhíp kép và nhíp nhíp một tầng thôi. Nhưng mà nó gọi là dày gấp 3 lần, 4 lần, 4 lần tầng của Olin. Tại vì em nó là xe ben mà. Nó là xe ben mà, đấy. Thì với những mẫu xe ben như thế này là anh em nào mà đang có công trình là ngon ăn luôn. Đó. Với vốn đầu tư ban đầu là xe cũ nhưng lại được một chiếc xe đời cao, gầm cao, máy thoáng. Đấy. Thì với tầm tài chính bỏ ra nó chỉ dưới một tỏi thôi là chúng ta có thể sở hữu thôi. Còn đâu là dưới một tỏi thực tế là bao nhiêu thì anh em nào thiện chí alo thì sẽ có giá tốt luôn cho anh em. Con trước là em buôn xe ben, con này con thứ hai. Con trước là em buôn nó bị lỗ rồi, cho nên là con này thì mong là cô thương. Đó. Ở trên bàn thờ tắp lô có khá là nhiều những phím chức năng. Hiện tại thì em cũng không biết phím nào vào với phím nào ngoài những ký hiệu đèn và còi ra. Đấy, điều hòa auto. Như đây những chiếc lên ben này. À, lên ben. Auto tự động. Chiếc xe này là có bao nhiêu số? Có 10 số em. 10 số á? Số như số Kia. Số như số Kia 35 lùi 24. À, thế là ngon rồi. Đấy. Thì có lẽ là cái live stream này em sẽ kết thúc sớm. Tại vì là cái vấn đề hiện tại em còn 4% pin thôi. Đấy. Thì cho nên là anh em nào thiện chí hay là có nhu cầu hoặc là có khách thì kết nối với em hoa hồng cao cho người giới thiệu. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chúc tất cả anh em một ngày mới vui vẻ hạnh phúc, nhằm một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Xin chúc tất cả anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em vào clip tiếp theo, chi tiết hơn của đạp xe tải vào ngày mai. Trời, một buổi chiều tuyệt vời, nắng đẹp như hoàng hôn. Nên ben nhanh như cách người yêu cũ trở mặt đấy. Những pha bẻ lái thần sầu vào số có vẻ hơi ngượng ngùng như cách tỏ tình lần đầu tiên. Nắng phải cướp đấy vắt. Ôi giời ôi đấy. Thôi em sẽ kết thúc lại livestream này lại đây chính. Tối thức kết thúc đây. Anh một lọ xà lách phát. Xin chào, bye bye.